Hello mọi người, tuần mới rồi và bây giờ thì bọn mình đã bắt đầu những cái công việc đầu tuần đấy, cũng như là gấp rút chuẩn bị cho những cái chi tiết mà sẽ phải hoàn thành trước Tết này mọi người nhé. Thì như các bạn có theo dõi thì ngày hôm trước bọn mình vừa hoàn thành xong chi tiết là khuôn bằng bê tông cho chiếc La Ferrari này mọi người ạ. Thì ngày hôm nay nó khá là cứng rồi, nói chung là cứng thì cứng thôi chứ thực ra thì để mà cái độ cứng của mình yên tâm thì cũng chưa tới, nhưng mà bọn mình sẽ tiến hành là tháo ra, rồi tháo cái khuôn này ra và xem kết quả có như thế nào mọi người nhé. Nếu mà ok bọn mình sẽ phải xử lý qua xong rồi triển khai là khuôn nhựa mọi người ạ. Đấy là về hai chi tiết đèn pha phía trước này, trong hôm nay bọn mình sẽ cố gắng là xem nó như thế nào mọi người nhé. Đấy, chuẩn bị bây giờ thì bọn mình đang chuẩn bị tiến hành tháo ra đây. Chú Lợi thì đang tiến hành là làm phần khung anh em ạ, khung cho phần kính cửa, khuôn cửa, hộp tabli. Cái này khá là cầu kỳ, mình sẽ phải làm theo cái phần khuôn của cái khoang nội thất này kìa. Ở đây mình thấy mấy cây gì rồi đấy, cái này những cái điểm này mình làm rất là sát vỏ luôn, bởi vì mình cũng phải làm hở ra vậy là đến cơ mở ra đấy. Mình cũng đã lấy những cái điểm này khi mở ra nó không kỵ vào đâu, là mới nắm làm sát vậy. Vì cái lợi thế là cái cửa này mở ra gần như nó ụp xuống chứ nó không bị mở như con Fumati là nó mở ngang ra vậy. Đấy, nếu vậy cái kiểu gì đó thế là nó bị vét góc đấy. Vét góc thì cái hộp của mình nó không được không được xếp to. Ừ, thế nhưng mà như con này thì nó mở là mở xuống vậy. Như là nó hất lên vậy nhưng mà cơ xuống ấy nó lại hơi đóng vào vậy, thì được cái là nó đi gần như song song nó vậy luôn. Thì tức là cái vị trí giữa cái này và cái này nó ok hơn mọi người nhé. Tuy là cũng khá to đấy. Đấy nó khoảng 20 to hơn thương hiệu gấp 27 phân nhiều cho Bugatti đấy. Ừ. Bugatti mà làm như này là thôi đấy. Nhưng mà được cái là nó vậy nhưng mà nó không bị quét góc bởi vì nó ra song song mà. Mới là cơ làm đấy, cửa đấy mình cũng có làm hơi nghiêng vát đi, kiểu hơi vát đi một chút vậy. Vát đi. Thì nó cũng đỡ hơn. Đấy điểm này thì cái này mở ra mình đã test thử mở ra. Cái này thì hơi lick kích anh em nhìn thấy chưa? À. Nói chung là những cái đường là khuôn bằng một cái cây sắt tí như này. Mình nói thôi, nhưng một khó khăn cơ làm xong ấy, một là mình tháo ra, hai nữa mà cả mấy lần nó yếu vỏ mình lại để. Bởi vì cái này nó cũng nhẹ mà. Cái này có gì đâu. Ừ. Sắt này có cái gì đâu. Một sắt nhẹ. Ừ. Để vậy cho nó xíu. Có khung. Dạ. Ừ. Về nó không có cứng. Đúng rồi. Đấy mọi người nhá. Thì là công tác của chúng ta sẽ thế. Thì hôm nay bố mình cũng hỗ trợ để làm nền đó mọi người ạ. Đấy, tại vì chúng ta muốn ở kịp Tết đi. Thì đấy, bên này mọi người đang làm nền này. Kiểu là vị trí nào làm chi tiết vẫn là chi tiết, vị trí nào mà ok tạm thời rồi thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý nền qua. Mọi người nhé, để cho nó được nhiều công việc giải quyết đi. Xử lý anh em. Đấy, là như thế. Có thể phải đánh điện lên các thứ rồi thì chuẩn bị cui ra thử xem như thế nào. Đấy mọi người nhá. Ôi trời ơi anh em ơi, bọn mình vừa tháo khuôn ra đồ mọi người nhá, tháo khuôn đèn ra đồ này. Nhưng mà có một cái vấn đề là bọn mình mua phải xi măng đẻo anh em ạ. Xi măng này là chỉ dùng cho xây thôi thì phải, chứ không được đổ bề mặt này. Thì sau 2 ngày đấy, sờ bề mặt cũng kiểu bùn đấy anh em ạ. Mình cạo con ra mà. Đây là tiếng Anh là smart á. Smart. Smart là gì vậy? Smart là gì? Smart, xi măng. Yes. Tiếng Anh mà chỉ vậy thôi. Chỉ lái đi vậy thôi. Vậy thôi. Đây là tiếng Pháp rồi. Đấy, lên vào trong thì nói chung là bọn mình vẫn có thể xử lý được. Bây giờ sẽ lấy hết đất sét ra và bọn mình sẽ kiểu dùng đất sét mịn đấy. Bọn mình sẽ chỉnh sửa lại tất cả những cái vị trí chưa ok. Sau đó là mình sẽ cố gắng khắc phục lại cái đèn này mọi người nhé. Thì sẽ một khi khắc phục xong thì bọn mình sẽ tiến hành được đổ composite luôn. Bốn quá nhỉ? Ừ, như bùn nữa vậy. Dạ, xi măng còn như không vậy nhỉ? Smart. Nào được rồi mà chú. tiếng Anh là smart. Từ smart. Smart. Xong rồi mình giãn này hả chú? Không, để về luôn. Để phải chạy chứ. Đấm hực kiểu gì nhắm lép vào là chạy luôn. Cái bên này là như này, cái bên kia còn tệ hơn. Cái bên này thì cái này đẹp thế. Đây, cái này thì không ok lắm anh em. Không ok đâu. Nhưng mà bọn mình vẫn giữ cái form lại nhá. Đấy, và giờ mình sẽ tiến hành đắp đất sét vào những cái vị trí mà bị vỡ này. Và mình sẽ đặt lên bàn. Khi đắp đất sét xong rồi sẽ tiến hành là đổ nhựa luôn thì nó vẫn ok. Vẫn có thể giữ được form. Cái này không ok lắm. Anh em cần thành này chỉ cần đến đây thôi nè. Còn cái kiểu mình đặt cái giải lên kiểu như nhìn nó ảo 3D ấy là mình làm sao chú? Đấy,
Chúng ta lấy gì? Chúng ta nó rộng. Cái này đây dán xong sau này mới cắt ra mà. Cắt ra. Dán xong lấy ra mới lại làm phát nữa chứ một vát phải đã được không? Tới lời chúc mừng cho đội tuyển Argentina và quan trọng là cầu thủ Messi, người nổi tiếng thế giới. Sao nữa? Giờ vậy thôi. Đó. Và trong những cái thời gian tới thì anh đưa được về nghỉ ngơi nhưng những đến năm 2030 nhỉ? Năm nay 23. Thì 7 năm nữa được đá, 2007 mới đá. Không được đá nữa rồi, 27 không đá rồi. Tìm ra đến năm mới tìm ra. Hy vọng là sẽ có một Lionel Messi mới nổi lên. Chú à, cho đội tuyển Argentina. Chú à. Thế mà xong nữa rồi đến không. Đâu 26 đi chú. 23, 23 đến 2. À năm nay 22 phải không? 22 đến 26. Và mình sẽ nổi lên để đá thay chân Messi nhá. Chú à. Chú đá Messi luôn. Chú ơi. Tuyên bố rùng rợn nhỉ? Tuyên bố rùng rợn chưa? Tuyên bố lại cho nó chất rồi. Đó ra, chưa? Câu số to to. Phải tuyên bố mèo hồng chứ tuyên bố là người đấy toàn thể nhân loại chứ. Xin tuyên bố rằng đến lúc đấy thì người có bàn tay vàng lại là anh Đỗ Trung Nguyên, người Gia Lai của Việt Nam. Nào. Liên quan. Liên quan thế. Thế nào ra? Ừ, nhá, cháu gửi cái này đến mọi người nhá. Chú đợi nhá. Gửi gì vậy? 2 phút này. Chú đợi nhé. Không tỉnh là chỉ có chết thôi. Chú đợi nhé. Đây mọi người, bọn mình đang tiến hành nào. Phân tích lại này. Phân tích lại mặt cắt của... Đây là bọn mình làm phương án mới, đó là chế tạo phần khuôn đèn. Hôm trước là mình làm xong cái phần khuôn đèn rồi nhưng mà nó bị sai cho nên là bên mình phải làm lại. Bây giờ mình đang tạo phần theo phương pháp đó là tạo khuôn âm các bạn nhé. Tức là tạo dương màu nên là tạo phần âm. Đó là một sự đổi mới trong công nghệ cũng như là... Đó thật mà. Thì hôm trước hỏi là hôm trước hỏi là mình tạo phần hình ra. Phần hình đèn xong mình đổ khuôn phải không? Hôm nay là mình tạo phần khuôn xong mình mới lại tạo đồ hình. Đấy. Đồ hình thật. Nói chung là quay qua lại anh em nhá. Làm vậy thì nó mới ok nhỉ. Chính xác. Chính xác, chính xác. Như nhỉ. Lionel Messi. Lionel Messi. Chết giờ. Chú Lợi. Chết giờ. Siêu siêu. Đây nghe công cái phương pháp của chú Lợi là sử dụng bê tông ấy. Đấy. Do chú Lợi đúng không? Tại chú Lợi chứ tại đâu? Lỗi tại chú Lợi hết rồi. Chả lẽ tại cháu không chú? Tại cháu có thì mình đi về mình mua sơn mua xi măng là làm. Ai ngờ? Ai ngờ đâu? Điều tồi tệ đã xảy ra. Đó là một sự sai lầm. Sai lầm của tuổi trẻ. Vẫn đá bóng đi. Còn vẫn vậy. Vẫn còn sung mãn như ngày nào. Đây các bạn ạ, thì ở phía đằng sau thì mình đang tiến hành là tháo phần bô ống xả ra nhé. Thì đây là bô ống xả được trích tiệm bọn mình thiết kế. Đấy, mình vừa tháo ra. Thì ở trong cái bầu này này, nó có bông nỉ nhá. Thì lúc đầu lắp bông nỉ vào để có cái tác dụng là cho nó ấm, nó âm thanh nó hay. Nhưng mà thật ra thì nó lại giảm thanh nhiều quá. Thế là bây giờ mình đang có tính là sẽ tiến hành là cắt cái này ra, lấy bông ra ngoài. Đấy, để cải thiện cái âm thanh của cái hệ thống bô ống xả này cho chiếc Ferrari mọi người ạ. Đấy, không biết là có được không. Giờ mình sẽ tiến hành cắt ra mọi người nhé. À đi vô. Hát cho gì đây? Loa đây à? Loa. À, sensor đấy. Được. Được.
các cái cắt bô để tháo tháo bông ra để không phải chứ là không nghe đâu mà nó ấm quá chứ nó nhỏ quá nghe cái tiếng nó phải gọi là nực nưỡng hơn mình chỉ ngồi dám ngồi bên này thôi, tại vì đưa đi lại thì sợ lắm, tại vì cắt cái này nó nguy hiểm. Cứ yên tâm anh nào bên chuyên nghiệp bên chuyên không ra. không đây là tin cái gì chứ cái này là không tin là bên kia đang xử lý cái đèn bên kia này đó, quân đèn đấy. Thấy chưa? Không thể nào mà tin tưởng đồng đội được. Ui, cái này cứng vậy nhỉ? Ừ. Cái này mình đánh thay một viên đá khác. Ê, nghe có thấy gì không nhỉ? Chắc là không thấy được. Tại vì nó tối quá. Hả? Cắn không thấy rồi. Đấy. Cắt ra bên trong này mình sẽ lấy cái bột ở đây. Lấy cái bột đi nhá. Cái bơm. Cái bông đấy. Lần trước thì bọn mình lắp vào để cái mục đích là cho nó ấm. Nhưng mà thực ra thì nó ấm quá. Thế là mình sẽ muốn là tháo ra để cho nó tăng cái độ âm thanh, nó gầm thét lên. Như chiếc Bugatti Chiron của mình thì nó gầm thét kinh khủng luôn. Còn chiếc xe này thì cảm giác như kiểu nó hơi bị êm quá. Tuy là nó khỏe anh em ạ, cái động cơ của con Ferrari này thì khỏe nhất trong tất cả các con xe của mình. Nó drift các kiểu kinh lắm. Có à? Có cả. Có khi nào em chưa thấy bao giờ. nhưng mà hay, động cơ nó khỏe. Mỗi tội là tiếng bô thì chưa ok. Thì chú cháu mình nghĩ là sẽ lấy cái bông ra ngoài để cho nó ấm. À, để cho nó tăng cái độ gập thét lên. Đấy, kiểu mà. Nó ấm quá. Mình sẽ phải cắt ra đấy, cái bô mình không làm lắp ráp nhé. Phải hàn với anh em ạ. Thì phải cắt ra xong rồi lấy cái bông ấy. Sao nó êm vậy nhỉ? Hay là do cái này? Cắt cái này đi. Cắt nào đi? Cái đấy không cho nó. Không mà nó êm là do cắt cái này à? Đường ống nó gấp nhiều quá đấy. Nó gấp nhiều quá. Hoặc là bị cái này nữa. Con Lambo nó gấp mà. Lambo gấp. Cắt cái đấy tả. Lambo gấp mày đâu chứ. Lambo không có gửi đâu. Ôi này nó. Ở chứ mình có cái bông mà trong đây hôm nay tháo ra không còn anh em ạ. Còn chứ. Còn mấy này nữa.
vụn này đâu. Vâng, cắt cái tạ hiện. Cái này á? Chúng tôi nó lọc qua đây. Nếu mà mình có cái gì đâu. Nếu mà mình đi thẳng ra một đường như con Bugatti thì nó không nói. Cái này bọn mình lại phải mua không? Thì nó bên trong nó không buồn mà. Nó không có cái tản nhiệt kia, à không có cái lọc âm kia. Đây, hả? Cái này cắt đi, không lấy cái gì nữa. Cắt thay gì á? Cái này nó lọc một phần thì nó khác hẳn ngay, cắt đi kia khác rồi. Yeah, được. Nhưng mà một cái bông vậy mà nó hết nhỉ? Bông đồ nó cháy à. Ừ, mình nhét rồi mà cái này tháo ra không còn tí bông đâu anh em ạ. Nó nặng. Vừa cắt ra không một tí bông luôn. Có cái nào nó làm to hơn nữa không? Nổ to hơn nữa. Nổ to hơn thì chỉ có lắp vô độ mà không vô độ cũng chả được. Tại vì mình phân tách cái độ góc khúc quá. Nhiều chú nhỉ? Con xe này nó làm vậy cơ không? Chẳng lẽ mình lại làm một ống xả ở giữa. Xong thì hai ống này hai bên này là fake. Yeah. Đấy mọi người ạ, chả còn tí bông đâu luôn này. Đầu chết, tiến hành là cắt này đi thôi, phải cắt này đi. Thử xem, phải thử mới biết được anh em ạ. Cắt này đi. Rồi hàn lại. Ừ, hàn lại. Ok. Vậy thôi, biết làm sao bây giờ? Thực ra thì cái đấy là nó giảm đi âm thanh khá nhiều luôn. Bởi vì vào đấy nó xé ra mà. Cái chỗ lưới giả, cái tổ ong nó giảm âm khá nhiều luôn. Một đầu kia mà gì cũng để cho... Nếu ổn không vậy? Không ơi, không ơi. Ồ, nhìn thấy đẹp hết rồi này. Yeah, cũng may là lại quay trở lại hình dáng mà đang mong muốn ấy. Làm nó nét vào thì lúc mình mài cũng như là những kết quả bọn mình làm côn Masita ra nó sẽ tốt hơn. Đấy đẹp đấy anh em ạ. Với cái này chuẩn bị đổ ấy nhỉ. Thế đổ rồi. Đổ cái này có cần tráng bề mặt không? Có chứ. Làm được bề mặt để cho nó. Tao mới chổi kìa, vừa mới chổi nó lấy chổi quét quét cái mũi đi. Làm tráng bề mặt anh em nhé. Đấy, đất này ổ đáp đi. Nói chung là cái xi măng ấy nếu mà phải xi măng đẹp thì không sao. Nhưng mà mua phải xi măng làm sao lại bụi rì anh em ạ. Đây. Ý là chứ. Đây. Đây là xi măng được cho à. Cho à? Hả? Cho á, được cho á. Được cho à. Vậy có vấn đề thì nó mới cho rồi. Là xúc. Làm sao anh em cũng kinh nghiệm nhá, cho phải cho đồ xịn nhá. Chết dở đây anh chị xem được anh cái này. Ôi giời ơi, nhìn. Yeah. Đấy, đẹp chưa anh em ạ. Chờ tí nữa xem đổ trong khuôn cái này cho đông cứng không nhiều vào là đổ ra bóc ra luôn đấy nhỉ. Đổ một lúc là bóc được đấy nhỉ. Một lúc là bóc luôn. Ờ. Ok. Đấy, giờ thì mình thấy là đang tiến hành là đổ bề mặt mọi người nhá. Thường sẽ cho một cái lớp bột như thế này. Mới xé luôn cái nhỉ. Đấy. Ờ đi chi đã. Đấy rồi. Ôi, bột đó là bột đi. Chú đi con. Đấy là cái gì cái phần đó. Cái đấy mình chỉ cần sợi qua là được. Cái đấy cái mặt lõm mà. Yeah. Thế đâu có kết quả luôn anh em ạ. Vô địch MSC vô địch cung cấp rồi thì bọn mình cũng phải làm cho cái đèn này nó hoàn thiện. Nguyên nhỉ? Sao? Nhé Messi bao nhiêu cố gắng vô địch được quân cấp mà mình cố gắng mình không làm được cái đèn này đúng không? Chính xác. Cái nền đấy nhé. Nền của cái đèn. Cầm anh. Ôi. Xịn hơn rồi đấy. Ôi bây giờ đổ cái bàn này rớt rồi cái bàn hư mất cái bàn này sao? Không sợ. Thà hỏng bàn còn hơn là hỏng đèn. Ừ. Chất vậy. Mày thấy cô trong con của anh đỉnh đỉnh không? Đinh. Đi vào lòng phèo. Đi vào lòng phèo. Đi vào lòng phèo chú. Thích mày rồi. Thuận lợi vẫn loay hoay trong kia anh em nhé. Như tự kỷ. Poly á. Tấm poly ở đây mình tại vì đặt ở xa mà nên cứ mua về. Có thể là mình sẽ dùng poly hoặc cũng có thể là mình sẽ dùng mica cho cái đèn này. Đấy, đây là poly vừa mua về nhé. Đây, cũng dày đấy, dày hơn lần trước nhé.
Đấy là trước. Cái gì? Đúng, đúng anh nhỉ? Ok. Ui, còn nhẹ thôi. Ủa chứ nó đầy quá. Đúng đây không? Nghĩa là mình chỉ... Cái này nó mà đầy quá thì... Nghĩa là mình chỉ để một lớp trắng thôi. Thôi. Không mà để lớp đầy đâu. Đến rồi thì là phần đèn lại quá thì con chết. Ủa chả nó kiếm vào người vừa như thế thì nó... Thôi, vừa nhất ạ. Cái này mỏng quá à. Đúng không? Tâm. Cái này mình làm sợi làm sợi luôn thì cũng được thôi. Không có đâu, sợ yên tâm. Chẳng sợ ông rồi. Chưa nhỉ? Ui, bắn vào mặt. Đâu bắn vào máy quay. Làm sợi lên. Từ từ nhá. Bắn thứ này bắn vào cây mà chút rồi. Đi ghê ghê anh em gói lại đấy. Ghê. Cái đầu cũng như đủ rồi, lấy chữ chát rồi qua là được hết. Kéo mà này cắt những cái tấm thắt nhỏ này dễ chịu lắm, nhiều chi tiết nhỏ quá, nhiều chi tiết li ti quan trọng cho nên là hơi bị nghiên cứu một tí. Đúng ra mà nó mà đơn giản như con Bugatti thì dễ, con này nó 2-3 tầng cơ. Nó bị mệt đấy. Nhưng mà hy vọng là sẽ đẹp. Quá hình dung lắm. Trông có vẻ khó hình dung lắm. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta quên mất rồi. Niềm tin chiến thắng là một bài đỉnh cao của Việt Nam đấy. Nhưng mà quên rồi, thuộc mỗi đoạn lắm. Chán nhé, thuộc mỗi đoạn chán. Đây lại không mở cửa mọi người, mà chỉ nhìn xuyên ngoài xuyên vào. Để hình dung cái đường. Ê, mọi người trông chưa? Ê, cái đường sắt này là cái đường nhỏ nhỏ kìa. Khá là khó hình dung. Gì vậy? Chết
chết ra rồi. Người cho mình lên báo mà cho cái mặt này lên báo chứ đâu. Không. Ôi giời. Vượt để thằng nào hôm qua Lionel Messi đá hay thế. Này, siêu phẩm Bugatti Chiron Made in Việt Nam được trang trí màu cờ sắc áo tuyển Argentina. Đấy, lên rất là nhiều trang báo anh em ạ. Ừ. Ở trên Google này. Ấy. Oh my god. Rồi, cà phê này. Ấy, yeah. Tiền Phong, áo Tiền Phong kênh 14 này. Ui. Ui, điện máy Thiện Hòa. Điện máy xanh à? Điện máy xanh. Oh. Vãi. Lên báo Bugatti rồi chú Lợi ạ. Lên báo Bugatti cơ. Ờ con Bugatti. Này, cháu được người ta lấy ảnh cháu Photoshop cháu cái mặt cháu được đứng ảnh gương này. Trông chán nha. Bạn mặt đấy chán. Ơ bạn mặt này là ảnh ngày xưa chụp Bugatti mà chú. Nhưng mà tao Photoshop lên. Để cháu ghép vào mà. Đấy, kích. Cái này giờ là bọn mình sẽ tiến hành là phủ sợi đấy mọi người ạ. Phủ sợi lên nhá. Nó lên sợi đấy à? Lên sợi. Đẹp phết đấy nhỉ? Mình có phải uy tín không? Không, không ổn. Dạ. Tại vì nó vẫn chưa khô. Chưa khô thì chưa ổn được. Đây nhỉ, mình đẹp chưa? Nguyên gì? Cái nền nó như này. Nói chung nó phải khô thì mình mới biết được là cái chất lượng của nó ổn hay không. À, cũng chắc là cũng được. Thế thôi chắc là cũng ok. Chất lượng ở đâu? Công lý ở đâu? Này áo bánh kịch. Chó ấy. Chó. Ôi trời, nguyên dán. Nguyên dán hết rồi Nguyên. Nguyên Nguyên nữa mà em Nguyên. Nguyên nén hả? Ừ. Cái một lúc là được bóc đấy nhỉ? Xịn đó. Một tiếng được bóc đấy nhỉ? Loa vào đây, không biết có lắp loa. Loa một cánh cửa. Anh em ạ, thì trong lúc mà mình chờ cái đèn pha kia, cốt đèn pha kia nó khô. Đấy. Thì bọn mình sẽ tiến hành là ở đây bọn mình sẽ tháo luôn cả phần đèn hậu ra mọi người ạ. Tháo luôn phần đèn hậu ra xem kết quả như nào mọi người nhé. Thì hiện tại cái đất ở lõi này này nó đang khô rồi. Bởi thế bọn mình sẽ dùng máy khoan, mình khoan ra. Khoan, ừ khoan rửa thật nó bục qua qua này chết đấy. Nhớ, đông đông thôi. Đó, thế nào, cái này nó có đáy mà. Bục qua chết đấy. Đây là cái cặp hôm trước chúng ta thành công và bây giờ cặp còn lại đây thì bây giờ mình sẽ tiện thể sẽ tháo luôn cả ra để xem nó như nào mà cũng biết được đấy các bạn. Đây là đèn sau, đèn trước thì đang tiến hành xử lý nhé. Nói chung là mấy cái đèn là tranh thủ đổ được lúc nào thì mình đổ đi.
đến cơ hội chỉ việc xử lý đánh bóng cũng như là mài rũa đó thôi thì nó là dễ hơn rất là nhiều. Đất chết thì các thứ. Nhà nó sẽ khô mất rồi. Này chắc tại chú lộn. Người ta nói chứ bình tĩnh như là hỏng mất. Lại toay chứ phát nữa chết. Nó khô rồi. Nó không rắn mà nó khô rồi. Mấy hôm lạnh trời nó khô. Ây da, ây da, ây da. 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 Cái này cũng khó. Cái này to không dễ lấy luôn. Nó đỡ lấy kích luôn. Cái này nó có nợ thông không? Đít, đít chặt lắm. Đít thông đi. Không kích mà. Cái này liều này nè, kín không? Ừ, phải cẩn thận chứ, đục nó hoan chết tớ đấy. Úi trời, ngoài đó nó còn đông, đông cứng mà không đi đâu. Bỏ cả cái cổ vô cái bầu vô để mình vừa hàn vào rồi mọi người ạ. Đây, vừa nối lại nhé. Mình cắt hết cái nõi ra rồi. Cái lõi là mình gắt ra ngoài kia nữa rồi. Đấy, mình ra rồi luôn. Mục đích là mình muốn tăng cái độ âm thanh cho cái bô này. Đấy. Ui giời. À chà chà, nhìn đẳng cấp phết rồi đấy chú ạ. Không phải là đẳng cấp mà là biết chơi. Ui cái biết chơi. Phải cả đấy. Biết chơi. Biết chơi. Biết chơi đấy. Biết chơi cơ. Như nào thì biết nghe chơi hơi được. Nghe hơi kinh nhỉ. Nghe hơi bị kiểu dân chơi đấy. Biết chơi thật. Biết chơi thật. Vậy là biết chơi rồi. Dân chơi đấy. Dân chơi thứ thiệt đấy. Trong trong hai cái khuôn này thì bọn mình á, ra là hình dáng của tắp ly là anh em hình dung ra chưa? Nói chung là cái đầu tiên bao giờ cũng rất là nhân công kích. Thì lại cái bên kia đỡ hơn. Sau cái này bên này thì bên kia có cái để mình nhìn rồi nha. Cái đầu tiên mình còn phải tìm kiếm hình ảnh video mình xem như nào. Chung ở đây này, đây nó còn cái tay mở cửa đấy. Nhưng nó nằm ở vị trí này. Phải ra đây nhưng mà tay được cái tay thì nó cũng là tay vuông, nó không quầm như thế là cái kia. Mình mang ra ngoài mới làm. Cái này để lắp ghép sau. Tay mở cửa. Ok. Đây lẫy. Tất cả đây nó nguyên cái răng dưới nó có một hàng nút nữa cơ. Nói chung là bên cái tắp ly lái này nó bận lắm, nó lắm thứ lắm. Còn bên phụ kia thì không có nhiều nút. Đó hơn nữa. Cái phụ hình như không quá, hầu như chủ yếu người ta điều khiển bên này là thường cho người lái mà. Ui, ra rồi à. Ra rồi à. Ra rồi. Đẹp không chú? Xịn hơn rồi. Ôi giời ơi, vậy là yên tâm rồi. Yeah. Không bị vỡ. Ra cái này là yên tâm. Đây là một cặp người nhá. Đây là cặp file thô thôi. Mình sẽ phải edit các kiểu nữa. Edit đánh bóng. Đánh bóng. Yeah. Đánh bóng chứ, nhưng mà nó không bị làm sao là ok. Yên tâm với chị Yên Chí rồi nhỉ. Cái khuôn này làm sao? Ô, cái khuôn này còn đẹp thế. Ê, cái đẹp gì ấy? Cái thừa ông nọ đây. Thừa mà. Đây là cái ok, cái này vẫn ra. Cái này không ra. Cái tí không ra. Cháu rồi, lúc cháu áp thử nha. Cái này mình khoa một cái lỗ ở đây là xong mình nhét cái đèn vào. Đem gì? Đem gì? Đem đèn quán. Ngủ ấy. Đèn ngủ. Ừ. Thật không? Thật. Ừ nhé. Ừ, cũng đúng nhé. Hay ấy. Khoa một lỗ đây nè, đó. Ừ, ấy, tay em nhét cái ok rồi. Được. Đổ máu à? Đổ máu rồi. Oh my god. Lấy chọc á, thế là nó cũng ra máu luôn. Thế là cháu đặt cái hợp lý không? Quá hợp lý. Hợp lý. Đây là cái gì? Vừa nhận được hàng lại đi mượn máy mới, máy của anh sửa xe thôi. Máy là máy kho nhiệt à? Okay. Vừa shipper vừa ship đến thì mình đưa đi lại đi mượn máy khác. Đâu mình ngồi chưa? Cái này là được cái làm nó có cái khoản nhiệt đấy nó. Cái này hôm nay bọn giờ dùng cái cũ anh em ạ, thế là hơi bị khó lấy nhá.
Yeah. Các bạn biết mình mua cái quả nhiệt này làm gì không? Là để mình quả nhiệt đấy. Hôm hôm trước chiếu đây, hôm trước mày cái máy của anh Hùng chưa? Nguyên cầm nguyên xây tóc. Quay quay bóng nguyên nhú lên cái gì? Quay bóng nguyên nhú lên. Bị ngáo à? Quả nhiệt này đi xây tóc. Nguyên ấm mà chú. Ấm á? Ấm mà ấm. Ấm mà tính tóc cứ lên khoái đấy. Đó. Mày mày tưởng là nói cái nguyên lý như của máy máy kia. Thấy. Với lại nó ấm ấm cái đầu ấy, lúc nó phải tóc ướt nữa. Đó là nó cũng có gió á. Nhưng mà thì phát lên khoái bốc cứu lên trời nhìn à cơ đầu ướt đi lúc đấy đầu ướt à, đầu đầu ướt nó bốc hơi nước cái gọi là nó bốc hơi nước thôi lại em lên máy em quay máy xoắn này ăn thử nghiệm ở đấy à cái này mình để ra ra cũ à ra cũ cái này mình uốn mình mua cái này mình uốn 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 mica để làm phần mặt kính của phần nền pha thế nha mình chia sẻ luôn nhé các bạn nhá chứ gì? Không giàu gì lắm. Không giàu gì lắm. Thế này cái mica là trước bọn mình làm kính của con Bugatti này để xưa test thì sao đấy. Bây giờ bọn mình lối ra để làm thử nghiệm. Uống được không? Bảo ấy. Cái nó chuyên nghiệp hơn nhỉ, cái còn lửa bếp ga thì nhìn hơi của bác mà kiểu nó có ra lửa gì nè. Ồ, được đấy. Mà đang dùng mica làm poly, poly cũng về rồi chưa? Poly mà phải mica mà mình nhưng khả năng mica. Mica gì? Là... Mình mua mica mà mình thử trước lại gì? Poly. Poly có poly cứng hơn nè. Poly nó mica. Mica. Không mica nhưng mà mica nếu mà nó là mặt phẳng ấy thì nó dẻo 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 nhưng mà cho mình tạo hình ấy là như vậy như này. À, ý là tạo hình như vậy là nó cứng luôn. Quan trọng là nó giữ được cái độ trong suốt. Bây giờ chúng xuống đây xong mình phải đánh bóng nó đi chú. Đánh bóng á? Vâng. Mình phải đánh bóng các thứ các thứ. Chơi cả đánh bóng 10k. Ơ không đánh thì làm sao làm được. Mình sau này lên chuyên nghiệp mình sản xuất đèn mình bán mà. Có à? Có á. Mà này có á. Này chưa? Cứng chưa? Nó cứng lại luôn nhỉ? Cảm giác đẹp luôn. Không nhiệt, à nó nó tạo thành một cái khối vậy thì nó sẽ là cứng hơn như vậy nè, như vậy thì lỏng lẻo nhìn ông em ấy, nhưng mà vậy thì nó rất là cứng. Đấy, nói chung là được nhìn cái này hay là mình đi uy tín rồi, còn cái kia nữa anh em ạ, cái kia thì uy tín hơn, dễ lấy hơn, tại vì chi tiết kiểu này này, còn cái này nó có các cái cánh gió đấy, nên là không cẩn thận là hỏng, nhưng mà ok rồi, đây sẽ là những cái chi tiết thô mà mình sẽ phải mài đi xong đánh bóng, à không phải đánh bóng mà phủ keo bề mặt mọi người ạ, phủ quét keo bề mặt lên cho bóng lên nữa. Cái khó lấy nhỉ. Quả này khó nhai hơn. Không nọa lấy dễ vậy mà. Ây da. Nọa nó đất sét, hôm nay kiểu mình không cho nó sét ấy. Thế nó mài nó. Cái khỏi được nó chảy đâu. Chắc quá. Đấy. Đấy đấy, cái này nó bị vậy mà. Cái này còn ở trên đây. Chưa thấy. Ủa trời ơi, nhún mà, nhún kín luôn. Ui dạ. Vỡ luôn. Ôi này, như thành cái gì vậy? Như thành cái nó không cứng mà nó như thành. Ồ, vậy là nguyên lý lắm, thì tôi cầm đấy. Đây và cái lúc mà bọn mình cái này khô anh em ạ. Lớp đầu tiên nó khô thì bây giờ mình đang tiến hành cho nó một cái lớp sợi chịu lực mọi người nhé. Là có cái sợi vào thì nó sẽ tạo cái lớp nền nó tốt hơn anh em ạ. Nhưng mà nó hơi khó tại vì còn có nhiều chi tiết nó kiểu cay kẽ như vậy. Đấy, sợi chịu lực mọi người ạ. Chạm. Chơi hiện tại sắp tối nên là bọn mình sẽ để chi tiết này ok đi, sáng mai mình sẽ bóc ra đấy, ngày mai bắt đầu xử lý rồi, bắt đầu xử lý là bề mặt mọi thứ rồi các anh em ạ. Nó xong đèn rồi, nói chung là chỉ còn xóa thôi nhỉ.
quá phải phân tích chút nữa, anh em cũng đang nghiên cứu một số phương án rồi. Rồi cốt thì như này, xong thì làm xong gửi đi mạng Chrome nữa nhỉ, mất vài hôm nhỉ, ship nhanh mất vài hôm, mạng Chrome chắc mất tuần nhỉ, cả vận chuyển cả gì mất tuần đấy nhỉ. Mọi người cố gắng làm cho nhanh nhanh chút, cho nó tay luôn, mọi người hỗ trợ mình nhanh nhanh chút nhỉ. Ô, xong rồi à chú? Ok rồi. Đấy thôi là bên đây nó kiểu nó có cái gằn gằn này, có gằn nó là hay. Gằn là do băng dính ấy. Băng keo. Băng keo. Hay á. Kiểu là nó bị phản ánh sáng này. Thì nó ảo ảo ấy. Ừ, ảo 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 đấy. Kiểu này hay gì? Mình cũng phải làm nhiều cái mắt. Vẫn dính đất, tí đất sét ở kia kìa nhỉ. Cái này phải đưa mà đánh bóng rồi. Rồi, tổng cộng đấy chú. Cho các bạn xem. Đây là hai khuôn của mình nhé. Hai khuôn đẹp chưa? Hai khuôn silicone này phải chắc là làm đổ cẩn thận, phải đổ nhiều lắm ấy nhỉ. Công nhận làm silicone này mà nếu mà mình làm số lượng lớn thì nghĩa là đổ khuôn số lượng lớn ấy nhỉ. Đấy em nhìn chưa? Đẹp lục chưa? Bộ đèn đấy, bộ khuôn đèn mình sẽ cắt đi, sau này mình có anh em nào cần đi hoặc là bọn mình có chế dự án Ferrari nào nữa nhỉ. Thì bọn mình vẫn thể dùng cái đèn này được phải không? Mình làm hộp kính mình trưng bày cho nó còn đẹp mà, keo silicone này. Hộp cái còn nguyên bản luôn, có bị biến dạng. Ô cái này mình sẽ lắp cả đèn vào cho anh em xem luôn cái màu chú ạ. Cháu vừa đấu hai cái bóng điện tròn kia rồi. Nhìn này. Nguyên mang đèn ra đấu rồi chứ. Đây là cháu. Nhắc cái hộp của điểm bị nhắc ra đuôi xe. Đuôi xe. Đấy. Đặt từ trong ra chú. Nó vẽ xít xít kiểu này nó cơ. Tính cơ mài mọi thứ đi nó vào vừa này chuẩn. Nếu mà lỏng quá là gió chứ. Ôi xô. Này để nó lồi hẳn lên vậy. Ai chơi vậy. Đẹp phết đấy nhỉ. Hôm nay là thành công. Đây các bạn nhìn ngang em. Nhìn ngang nhá. Đấy nó hơi lồi lồi. Đấy đấy. Đấy nó phải vậy. Thì nó không thụt vào trong lâu quá. Mình đánh bóng cái thứ nữa thì nó sẽ bóng lá cái gì nhá. Anh em thấy ổn không? Quan trọng là mic đèn nữa thôi. Dùng mic luôn chứ. Mic vào thử cho chú. À không, mình cho cái đèn tròn thôi. Cho đèn tròn là được. Ở đấy có hai cái đèn chứ nhỉ? Hay anh để ở đâu hết nhỉ? Chưa rồi, ở ngoài đấy rồi phải không? Nhưng cái đèn này nó là đèn màu trắng, nó màu đỏ thì. Màu đỏ. Ừ. Ơ vậy. Thì nó lên nó đỏ hẳn lên đấy. Còn mỗi cái đèn ở giữa là màu trắng rồi đây. Nếu sáng được hẳn đấy. Thế đây mình cứ kiểm tra xem đã. Làm cho vắt test luôn cho anh em xem một cặp cho nó phấn khởi chứ. Một cái nữa rồi. Một cái mấy. Đây dưới đất này. Hai cái mà anh làm cả hai cái vào luôn. Mình lắp cả luôn vào một chút. Mua cái này mua 4 cái hay sao phải không? Cái này à? Ừ. Mua nhiều mà. Ừ, mua thầu dùng. Đấy, lắp vào để xem nét tí nét làm sao. Nét à? Nét luôn. Có nét không ấy. Đẹp chưa anh em ơi? Cái này đầu nào cũng được anh. Ừ, đầu nào cũng được. Mua cái này có người chơi. Em đấu thử đi. Mình cứ đấu thử xem đã. Xem thế nào đã. Cắn. Nhưng mà nhìn thấy form mình được không chú? Được. Thì ấn tượng không? Được không nhỉ? Cái này xong mình phải đánh bóng, mất công đánh bóng là cẩn thận mới được. Ừ. Cái này là nó có chi tiết vẫn... đúng không? Cũng nó là chi tiết thô mà nó là kiểu nó trông kiểu nhám nhám ấy. Ừ. Mình sẽ phải đánh bóng đó. Cái anh chưa cắt đầu à? Nhớ đó, ra đấu cả luôn cái này cái. Đấu cả hai bên lên cho anh em xem luôn cho nó cân đối nhỉ? Nhìn nó cân mát đây. Đâu? Thế nào? Lắp cẩn thận thôi nhá. Đồ này không phải. Ừ, nút vào đây. Tôi khít vào đây. Hey. 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 Cái này không vừa. Không lọt vừa qua. Chưa mày, phải vậy hiến cơ mày đi. Vào đây, vào đây, vào đây. Ồ, ui sáng quá. Chú ạ. Nó kiểu nó đèn trong đấy. Ừ. Đèn đỏ chứ. Phải mua cái phim ấy hoặc là kiếm đèn màu đỏ. Cháu nghĩ là không có đèn màu đỏ đâu. Không ấy, cần, vậy không cần. Sơn đỏ lại. Đèn đỏ thế gì? Cái đèn vòng tròn cơ mà. Ừ. Có không? Có. Ở đâu? Shopee đây. Shopee.
Tôi biết ông trước thấy một ống mà một trong màu đỏ thì ông đi. Không cần, không cần. Để cái anh sang. Vậy mày đặt đi. Này, dâu dương. Còn đâu cái anh sáng trắng này nó cũng được. Không. Xong anh sáng trắng thì nó lại lấy được, nó hát được cái này. Nó này mới phản được cái này ra này. Nó phải nó ra này. Xong là mình làm cái bè mà yeah. Mét trên này nó màu đỏ đây nè. Con thua. Ui giời ơi. Được đấy nhỉ. Nhìn có vẻ uy tín nhỉ ơi. Ừ nó hơi hơi sáng quá, hơi sáng quá nhỉ. Không chỗ này nó sáng vậy mới được. Còn cái này cái gấn này mình xử lý được là ý mé trong này mình làm đổ dày lên. Mình không phải, mình dán phim vào cái miễn là làm trong mua cái phim. Mua cái phim phim mua cái phim đỏ để dán vào cái mặt trong của này, cái đèn này vậy. Mặt trong của đoạn to này lòng đấy màu đỏ vào không, cái đèn này ý là cái đèn này hất, nếu mà hất vào đấy là tạo cái con đúng thì đúng rồi nó chuẩn rồi đi, cẩn thận nó rơi nhá. Nghĩa là cái vòng ngoài là mình làm màu đỏ lại, còn cái đấy cái như trong của bảo ấy mặt ra đường tức là cái này nguyên. Vẫn như ok vẫn để như này. Chỉ là mình mua cái phim màu đỏ đấy, mình dính mặt trong của cái đoạn này. Đặt đoạn này, còn đoạn này nó hát sáng. Vậy là chuẩn nhất. Đúng không? Nếu mà mình mà dán phim vào cái đèn thì nó không hát được cái đoạn này nữa. Thế là mình dán mình phim cần độ ánh sáng để nó phản ánh cái mắt. Đấy. Này mà. Thì mình sẽ dán phim vào cái mặt này. Đúng rồi. Mặt trong của này. Đấy. Đây vậy. Vòng này không? Bây giờ kiếm cái vòng này như này, kiếm cái vòng như này bằng kích thước của con này màu trắng. Đó nó ép vào đây để cho nó phản chiếu vào đây. Xong cái đồ này không? Đồ này là ở đây thì không phản được rán đấy đâu. Không bao giờ phản được rán. Kể cả lắp vào kia nó phản cả cái cục này đi. Hiểu không? Làm như tao với chú vừa nói thì khả thi nhất, dễ nhất. Ý là mày xong câu cái chỗ này mình che là ai? Ý là cái chỗ này mình xin đen chỗ này là ai? Thế nên mày vào bên ngoài là gì nó sẽ không có sáng bên ngoài này. Xong bên ngoài này mình cho đèn đỏ lên. Hất lại. Ôi! Hay chưa? Mày mua mày thử mix xem rồi không? Tao thấy thế ý kiến của tao mấy chú vừa rồi là hợp khả thi nhất. Trong này tại vì cho nhiều đèn vào quá nó sáng quá không ăn thua. Tại cái đèn đằng sau này không cần sáng quá. Tức là hiện tại cái này thì trông nó vẫn còn cái tối, buổi trưa đánh bóng bên trong thì nó còn một cái lớp nó xét nó hẳn còn bị bịt lại cái ánh sáng. Nhưng mà cháu nghĩ là cho cái phim vào mặt trong là được nhỉ? Mình dán dày lên chứ. Ừ, dán hai ba tầng. Ý nó dày nó đỏ được lại thì nó đều đều hồng như này. Cái mặt... Ý là cái đoạn này có bóng điện thì mình dán phim đoạn này. Ừ. Đấy kiểu vậy. Cứ đét ra này. Bóng váy nhé. Nói kiểu vậy. Nhé, được hết nhé. Nào, cho hai cái màu cùng xe để cho anh em ngắm lại, phát nữa cho anh em cân đối nào. Anh em có ý kiến nào thì cũng để lại dưới phần bình luận đối của mình nhé. Đấy là một cái bài test mà mình vừa làm xong thì kiểu náo nức quá, test cho anh em xem luôn. Cũng như là bọn mình xem ấy. Xoay ếch, xoay ếch. See you. Qua thời gian là mất khoảng bao nhiêu hôm chờ 48 tiếng mừng đi 68 tiếng 84 tiếng 18 92 tiếng không 160 tiếng đâu 84 thành cái gì chú 48 tiếng hai cái là phải là không đọc kỹ vậy là 96 tiếng lung tung đấy phải là 96 tiếng tổng cộng 120 tiếng mà tính trừ hao thời gian và mất mỗi ngày liền vẫn là mất gần tuần nhá mà đẹp đấy nhỉ và mình cũng khá là hài lòng rồi. Mình sẽ mic một chút. Ôi nhìn đoạn xa này chú ạ, nó lòng trong lòng ngoài nhìn đẹp lắm. Ừ, bên này có vẻ là nó sát cái bóng điện kia nó hát vào thì hơi chói, còn bên này nhìn ổn lắm. Đấy. Ở bên đấy nó có bóng điện. Không phải, mic màu như nhau mà tắt cái điện đi biết ngay. Mic màu như nhau mà. 19 giọt mà. Tắt, hát đi chỗ khác đấy, đấy thấy chưa? Vậy cả. Được. Phải, nó tròn, nó đã cho vào chuẩn như chú đâu mà. Đặt vào đúng vị trí mà. Thấy chưa? Nhạt đâu mà nhạt. Như nhau mà. Mic chuẩn màu mà lại. Đó như nhau. Nói chung là nó cũng nhạt hơn tẹo. Nhạt làm sao được, cứ cái. Vẫn phải nhạt hơn một tẹo. Nhạt hơn bao nhiêu? Đơn vị đo là gì? 5 giọt. 5 giọt. Đo là một hôm là 19 giọt. Một hôm nữa là 18 giọt 5. 19 giọt nhưng mà 19 giọt nhạt. Giọt vọt bự bự hơn à? Giọt thiếu. Ở giọt hôm sau 19 giọt tầm giọt to thôi. Yeah. Đây đẹp đấy. 20 giọt. Đẹp lắm mọi người ạ. Nhỉ. Yeah. Anh em thấy thế nào? Nào. Mọi người ơi, làm kiểu ảnh ấy nào. Cho chiến nào. Nhá, yeah, đấy. Trong bóng đêm được, good job.
Nguyên ơi, em đấu cả cái điện à, điện anh tháo ra mất rồi cơ, đang làm cái này mà cơ nhỉ. Rồi, ok bấm được không? Rồi à, bật điện này cho làm cái bánh để lắp vào thôi. Đấy Nguyên ơi, em bật điện lên kia đi. Về sân xe đi ăn Tết. Nè chú lợi nè. Nào mình làm lại cái bánh nữa nào mọi người ơi. Mình sẽ làm cái bánh cho đẹp đẹp cho mọi người xem nhé. Mình sẽ làm hoàn thiện đèn pha phía trước nữa, thì cơ bản là cái hệ thống đèn cũng khá là ổn áp mọi người ạ. Lâu thế? Đấu vào một làn với nhau nhé. Chờ đợi gọi là có niềm tin. Mãnh liệt. Điện đóm mà cứ phải cẩn thận ngược đầu rồi cháy lên. Một là cháy lên là sáng. Đấy. Đẹp chưa nào, mọi người nhìn lên đấy cái nào. Đỏ dưới thì cháy. Nào nhìn nào. Mọi người ơi. Đây, cái vàng này. Đủ tí, sáng lắm tí. Cái đầu nhất kia mày cho cái lòng nó sâu vào quá. Cái bóng điện nó sâu quá. Được chưa nào, té lại xem nào. Rồi. Sáng nào, gì lên kia. Anh em. Tuyệt vời. Xin chào anh em. Một bức hình khá là tuyệt vời anh em ạ. Ok mọi người nhá. Thì bây giờ cũng trời khá là tối rồi. Nghe này. Làm lại cái bánh khác. Nào nào. Lột đầu. Ok đẹp mà. Anh em thấy thế nào? Anh em có ý kiến nào không? Đây là đèn pha, đèn phía sau thì bọn mình còn phải chỉnh sửa nhiều để ra kết quả cuối cùng nhé. Đèn pha phía trước thì như thế. Phanh lại. Phanh luôn à? Ồ. Được đấy. Ok rồi. Nhìn, xịn đấy. Phanh lại. Và hiện tại trời khá là tối rồi mọi người ạ. Mọi người nhá. Trời tối quá rồi. Bây giờ chú cháu mình cũng phải xin kết thúc vlog này ở đây nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và đừng quên là để lại ý kiến của mọi người rất phần mình đó giúp mình nhé. Bây giờ thì mình xin kết thúc và xin chào mọi người. Bye bye. Ok, bye bye mọi người nhá. Bye bye, xin chào ghen. Bye bye. Ok.